Sáng ngày 24 tháng 4, đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đã đến tham dự buổi trình diễn nghệ thuật đường phố trực tiếp SRAM Việt Nam Urban Art 2021 ngay giữa lòng khuôn viên Dinh Tự Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vui khi thấy rất nhiều khán giả đã đến tham gia sự kiện hôm nay. Còn các nghệ sĩ đang sáng tác nên những tác phẩm nghệ thuật đường phố rất ấn tượng. Thông qua sự kiện, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững, hài hòa tự nhiên và bảo vệ môi trường. Việc đặt những tác phẩm đương đại trong khuôn viên của Dinh Thự Pháp vừa tạo nên một sự tương phản giữa cổ kính và hiện đại, vừa mở ra một không gian nghệ thuật hòa hợp. Tôi rất tâm đắc điều đó. Thì trong tác phẩm lần này mình vẽ về chủ đề bình đẳng giới. Thì trong nội dung lần này mình chọn một nội dung rất là bình thường hàng ngày, đó là việc các bạn nam và bạn nữ cùng tham gia và chia sẻ những cái khoảnh khắc mà mình theo đuổi cái bộ môn đam mê của mình. Mình thấy đây là một cái dịp may mắn để tụi mình có thể giới thiệu cái bộ môn này đến với mọi người. Tại sự kiện, 6 nghệ sĩ trẻ tài năng cùng 2 khách mời nổi tiếng trong giới nghệ thuật đường phố Việt Nam cùng trình diễn trực tiếp trước khán giả để thực hiện những bức tranh khổ lớn về chủ đề phát triển bền vững. Các tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày dọc theo bức tường của Dinh Thự Pháp và sẽ tiếp tục được giới thiệu đến công chúng ở nhiều thành phố khác tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, cũng là thật sự là may mắn mình có thể tham gia được cái chương trình này của Việt Pháp. Thì qua đây mình có thể chia sẻ được nhiều hơn về cái thông điệp cũng như là cái ngoại hình graffiti đến với cộng đồng Việt Nam mà cũng như là ngoài thế giới. Thì qua tác phẩm như mọi người đang thấy sau đây thì nó mang cái thông điệp là hình ảnh cũng như là văn hóa Việt Nam cũng như những cái giá trị bền vững mà Việt Pháp muốn gửi đến với lại mọi người. Đây là lần đầu tiên mình đến tham dự cái buổi hoạt động Open Art của bên Tổng đại sứ quán Pháp. Thì lần đầu tiên mình đi tham gia cái hoạt động như thế này, mình cảm thấy rất là lạ. Mang đến những cái không khí nó vừa ẹt mà vừa hòa trộn với thiên nhiên. Và những cái không khí giữa người mọi người với nhau nó hòa đồng, nó đúng cái chủ đề của Open Art. Mình rất là enjoy trong cái không khí như thế này. Mình hy vọng là tương lai sẽ còn rất là nhiều cái buổi hoạt động như thế này để kết nối những cái cộng đồng Á vừa trên global với nhau, trên toàn cầu với nhau, ở các nước với nhau để đến tham dự và gắn kết với nhau trong những cái buổi hoạt động như thế này.